from V8 danh từ cái ẩn không biết là cái gì. Education performance nó có chữ A đấy nha, đôi khi có hai cách biết á, một số từ tùy nơi sử dụng, ở một số chỗ chữ A hoặc chữ E này, performance nhớ không, chữ A đứng trước động từ làm chủ ngữ, đứng sau động từ làm tân ngữ, đứng sau đứng sau tính từ sở hữu, tính từ sở hữu dễ nè, đứng sau tính từ determiners. Đấy, giờ đến danh từ nào còn phụ khi cái nào con biết con nhớ ví dụ nha. L us always us able ly đứng trước danh từ cái đứng sau cái động từ adjectively, đứng sau động từ thường, đứng ngay sau từ ngữ của câu, đứng trước động từ chính. Cái đơn giản tập chỉ người, nghĩa là cái công việc, cái người làm công việc dễ nha. Ok, hai chữ E nè, trainee. Error engineer hoặc error. NT existence applicant. Domain order. Okay. Musician beggar. Thằng này cũng mấy cái nguyên cái đống này nè. Phải nhớ chứ cũng không thể nào mà đoán được. Nhìn vô biết cái từ đó nghĩ gì thôi chứ không có cách nào khác ngoài phải việc nhớ không. Cứ làm đi, hồi thì nhớ sao mình chỉ ráng đoán được cái nghĩa nó có gì thôi, cái loại từ nó sẽ rơi về cái dạng gì, thành lập danh từ. Ok, arrival, removal, appearance. Ok, vấp nha, chủ là từ từ vấp giang này. Difference ability, purity, solidity, electricity, ultraviolet. Wow, it's a lot. Nhiều thế ta. Ok, cứ vô làm thôi. Không biết khi nào nó mới hết cái đống đó nữa. Ok, number one, ở đây cần cái gì? Have any, sau any. Danh từ Danh từ, mà danh từ nó là cái gì? học tên thêm ED ạ. ED cái đó. Ê, coi chừng thành tính từ nha, động từ thêm ED là tính từ là phần lớn mà đúng không, nhưng mà không có complain ED nha, cái đó là động từ rồi. Complain đó là động từ nha, complain thêm chữ T á, thêm chữ T thôi. Complain đó, complain hình như không có tính từ không. Complain không có tính từ, không có này còn cái gì? tính từ
Tính từ ở, mà blind nó là gì? Lịch sự không phải là tính từ. Lịch sự cũng là tính từ nhưng mà đó mình sử dụng cùng một chữ được không? Không. Ừ, thì mình phải đổi thành cái gì? Xem cho nó hợp nghĩa với câu này. Đoán thử đọc đọc cái khúc sau thử con. Interrupt là gì con? Không nhớ. Okay, your teacher when he was speaking, làm cái gì đó với là giáo viên của bạn khi mà anh ấy đang nói đang, thì con nghĩ sao? Làm gì đó mà liên quan đến từ lịch sự, cái điều đó rất là quan trọng. Phải nói cái bây giờ mình bla là mình chỉ có bla đã là tính từ rồi đúng không? Bây giờ mình còn cách nào để biến bla mà vẫn giữ ra nó là tính chuyển sang tính từ khác đó, mình phải dùng một từ thôi con, nhưng mình chỉ dùng được có nghĩa của mình đúng không? Respect ấy là mình chỉ dùng được có một từ bla này thôi. In đây nè, để thầy gửi cái từ interrupt là gián đoạn. Interrupt là gián đoạn. Interrupt. Vậy gián đoạn có lịch sự hay không? Không, unpolite. Ok, gầm đúng nha. Impolite. Ví dụ nha. Blind đối nghĩa với lại impolite rồi interrupt gián đoạn. Right là gì? Danh dự, đó là danh dự. Có một từ nó đi chung với pride này, nó đổi thành có đi chung với of, con nhớ không? Tự hào là gì? Proud. Of, đúng rồi. Cái này pride là danh dự nè. Con ghi thêm nha, pride là danh từ nè. Proud là cụm từ. Với lại proud of, ghi thêm of để cho chắc proud of. Đó, đúng rồi. Khó lắm ta. Được rồi. Try mình hay gặp nè. Từ mình sẽ biết là cái gì mình hay gặp. Children. Say children. His mà his là mình cần gì? Sở hữu. Hồi nãy mình học cái sở hữu là gì? Mình cần gì? Cái gì con? Phải s trên. Nào, ấy là his. Sau his, sau cái sở hữu á, sau sở hữu mình dùng cần cái loại từ gì? Mà có dùng tính từ được không? Không, dùng danh từ. Danh từ. Children cũng là danh từ nhưng mà during his children nghe nó lạ lạ. Trong cái trẻ con quanh ấy nữa. Đúng không? Children là trẻ con. Trong cái trẻ con quanh ấy nghe hơi lạ. Trong cái gì quanh ấy mà liên quan đến choi. Có từ gì liên quan từ choi nữa? Cái
Child mình có những cái từ gì children, còn từ gì child cũng là đây là danh từ. Child cũng là danh từ, là children là chị nhỏ, child là đứa con. Còn gì nữa? Right. Còn biết mỗi hai từ. Tuổi thơ là gì? Tuổi thơ là gì? Còn chưa biết ạ. Childhood, thêm chữ hood nè, cái này nè, cái này có học nè. Trên này nó có bài cái này, childhood. Thêm chữ hood. Nhớ ghi chú vô nha, ghi mấy loại từ đó ra. Đấy là cái từ childhood này sẽ dễ hay gặp nè, dễ gặp. Childhood. Rồi, phải ép. Sau phải ép mình sử dụng gì không? Sau sở hữu. Danh từ. Danh từ, đúng rồi. Mình sai là tính từ đúng không? Mình biết nó theo thành danh từ, mình dùng từ, mình dùng cái kiểu gì? Shyness. Shyness, giỏi, đúng rồi, shyness. World. Populate là gì con? Chúng ta mình phải biết nghĩa. Populate. Nó liên quan đến từ gì? Là đông 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 đúng rồi populate đấy là tính từ nè. Rồi dạch mà that the world nguyên một cái cụm nhà khoa học ước lượng rằng cái gì đó của thế giới sẽ gấp đôi trong vòng 10 năm tới. Cái gì thế giới đông đúc thì nó sẽ gì? Populate. Ở đó mình cần cái gì? Danh từ. Ở đó mình cần danh từ hay tính từ? Tính từ. Được quá. Phải tính từ không? Nè, bởi vì từ từ nha. Sau the là phải có danh từ đúng không? Sau the là danh từ. Mà ở đây nó từ word sẵn rồi, mà word là tính từ là danh từ. Danh từ. Đúng rồi. Word là danh từ, nhưng mà sau danh từ mà có dùng tính từ được không? Được. Thì mình chỉ còn có một lựa chọn nãy gì? Động từ. À, động từ. Đấy là danh từ không nhất thiết là phải lúc nào là cũng chỉ có một cái đâu con. Cầm danh từ thì sao đúng không? Có nhiều cái mà danh từ thì nó được thêm 2-3 từ cũng không sao, còn mấy khác thì nó phải theo cái quy mẫu hơi nhiều hơn. Tính từ thì chắc chắn rồi, chắc chắn phải ở đó cần một cái danh từ nha. Mà danh từ của Bubbley là gì? Population. Đúng rồi, dân số. Population. Entertainment, yeah. My favorite form of entertainment is playing guitar. Appoint là động từ được nha. Appoint là động từ. Mà phải ép mình cần cái gì?
Function. Gần đúng. Không có sần thì mình dùng cái gì khác nữa. Next. Không, khi nào không, gần đúng, thêm cái nữa. Appoint. Cái cuộc hẹn là gì? Cuộc hẹn. Appoint, còn nhớ cái từ cuộc hẹn không? Cuộc hẹn hay là lịch hay là gì đó. Appointment. Nó có hai nghĩa, appointment là cuộc hẹn. Để giống như đi con đi hẹn phỏng vấn nè. Đi hẹn đi bệnh viện nè. Đó, mấy cái cuộc hẹn đó. Rồi appointment ở đây có nghĩa là bổ nhiệm, sẽ bổ nhiệm. Appoint là động từ là bổ nhiệm ai đó nè, bổ nhiệm gì đó. Còn appointment sự bổ nhiệm. Nè, as director, came as no surprise. Đó, đón rồi con, as director là giám đốc. Không phải là một bất ngờ, came as no surprise. Strain. Ok, câu 9, con đọc. Câu 9, strain là gì? Strain là tính từ. Là tính từ danh từ. Tính từ. Từ express là động từ, tính từ hay là danh từ? Động từ. Từ đúng rồi, biểu cảm đúng không? Vậy mình cần cái gì? Expression. Expression đúng rồi, biểu cảm. Đó. Express động từ diễn đạt. Ok, on his face. You must be careful. When you open that door. Education. High level of education tend to watch less television than children from less educated family. Okay. Từ cái từ gì ta? Bác là sao? Anh suy nghĩ tới đây. Bác nữa. Backward. Bác nhìn nữa ta. Tend to watch less television than children. Một nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ khi thói quen xem TV của trẻ nhỏ tiết lộ rằng trẻ con mà bố mẹ có học vấn cao thường sẽ xem ít TV hơn những đứa trẻ đến từ những cái gia đình thiếu giáo dục hơn. Bác lại với ta, bác lý, bác là xong, bác hình như mình phải đổi từ bác luôn á. Bác lại trở lại. I have no idea. Wow. Nhìn tiếp con. Để tí nữa thầy search Google đó ra. The report also suggests backward. Khó ta. Server. Sao con? Là gì? Cái từ nào con? Server. Cái đó là từ khó. Thầy không nghĩ là sẽ gặp lớp 10 đâu. Cái đó là ngoài ô con. Server. Ngoài ô. Cái ở trong đó là suburban. N. Thêm N. Cái đó là
tính từ. Super là danh từ nha. Super sẽ khá là hiếm khi gặp, nhưng mà lớp cấp 3 sẽ gặp nhiều. Khá là bất ngờ khi lớp 10 sẽ thấy gặp từ này. Compared to those living in large urban. Nè, cái từ super với từ urban nó trái ngược nhau nha. Urban là thành thị, đô thị. Cái nghĩa Việt Nam thì sử dụng đô thị, còn super hai cái loại từ với nhau nha, danh từ hết là ngoại ô. Suburban, cái này khó với người ta. Other kind of. Often they live in large area. Entertainment in the area. They give them the energy entertainment. Yeah. Poor. Due to, sau đó mình sử dụng gì không? Danh từ. Danh từ thì poor là gì? Biết không? Vâng, nghèo. Nghèo, nhưng mà danh từ thì poor là gì còn? Mình đổi thành từ gì? Poor. Poorin. Poorin. Poverty. Poverty. Một chữ O thôi nha. Từ B-O-V-E-R. B O V E R T I dài. B O V E R T I dài. Poverty. Poverty. Có một số chỗ đọc là poverty. Poverty. Poverty như đọc nhiều hơn. A lack of common entertainment. What is this one though? Cái bài này khó. A lack of other kind of, và một sự thiếu thốn của những cái loại. Thầy thấy ở of để là danh, dùng danh từ được, mà sau đó nó bỏ entertainment, nó đặt ra một câu hỏi rất rất lớn là mình phải sử dụng một cái loại khác. Nó có một cái khác là entertainer, là người giải trí, nhưng mà nó không phù hợp ở đây. Thầy thấy ok nhất chỉ có entertainment, vì thế mình chỉ còn một cái giải pháp mà nó khả dĩ nhất là thêm s. A lack of other kind, phải có thêm s một số nhiều chứ. Loại giải trí. In area này nghĩ chỉ có một cái khả dĩ nhất à. Disco, cinema, theater and sport active. Cái gì? Còn đó là sau đó là dùng danh từ, nhưng mà danh từ cái từ active là gì? Nó hay giống từ gì ta? Active. Nó giống cái từ nào ta? Mình có một gọi thành cái con biết active, activity. Activity. Hoạt động. Nè, con thấy mấy cái từ phía trước nè. Nó liệt kê nè. Xong phía sau thôi, activity. Offer, nhớ thêm s. Nó có s bởi vì cái từ con thấy từ offer không? Offer nó đâu có s gì đâu đúng không? Nhớ nha, activity nè, đó cẩn thận, coi đó cái từ offer nó không coi á. Children in urban center, in a wider
range of pastime would lead to for gì? Sau for mình sử dụng cái gì? Giá là từ feel mình cũng đâu có sử dụng, mình đâu có thay đổi được gì mấy. For fewer. Đúng rồi, for fewer. Ít hơn nha, ít hơn nhiều nha. Ít hơn nhiều. Có từ for nữa là ít hơn nhiều. Being spent in front of the box. Commerce. Khó chịu thiệt chứ. Commercial nha, thêm mét. Commercial, thêm mét. Là quảng cáo. Commercial. E-L á. Commerce là thương mại nè. Commercial là quảng cáo. Nhớ thêm mét nha. Bởi vì mấy cái xung quanh nè, con thấy không? Comedy, adventure, film nó được add hết. Có thêm mét. Children favorite là gì không? Favorite. Đúng rồi, favorite program. Why 20% of children said they prefer violence đó con, không phải violence đâu, violence. Violence này là tính từ hay danh từ? Ở trong đó, trong cái box nó tính từ hay danh từ? Danh từ. Đúng rồi, giỏi. Cái mà prefer mà cái từ film and thriller nó là danh từ hay tính từ? Danh từ. Vậy phía trước đó mình cần gì? Tính từ violent. Violent, đúng không? Violent. NT thôi, cho ai sẽ NT. Violent. Thôi, có thể kiểm tra tấm bát cho entertainment. Đấy là hơi nghi ngờ. Background, oh yeah, background. Thầy quên hẳn luôn nha, đúng rồi. Ở đó mình cần danh từ. Background nghĩa là xuất thân, gia thế xuất thân. Hoặc gia cảnh, đúng rồi. Từ dùng sử dụng nhiều nhất là gia cảnh, hoàn cảnh gia đình, gia cảnh. Cái vô nha, back là background á. Hay sử dụng, nhưng mà nó hơi hiếm thì, nhưng mà có một từ bác, danh từ của từ bác nè, con ghi vô, danh từ của từ bác là background, đó vậy thôi. Bởi vì từ bác này cũng không có từ gì khác, nó biến thành background. Background là gia cảnh là đúng nhất rồi. Okay. Okay. Oh, mình bắt con thử entertainment. Now, what? Thì nghĩ nó hình như nó sai á con. Entertainment đó mà. Thì nghĩ nó bỏ trong cái box đó là nó sai. Entertainment. Suburban, poor suburban. Okay, which comedy, commercial activities? Okay, why 20% they prefer violent? Okay, có dịch nữa. I love translation. Khó nhỉ? Đúng là cái trong cái trang thì khó thiệt sự. Claim nè, claim that, nhận cho rằng, nói rằng,
Vậy là environment đúng không, là môi trường. Mà nhận được hay là cho rằng thì cái đó chỉ gì? Nó về chỉ người đúng không? Người mới có thể claim that đúng không? Giống như scientist, con thấy scientist nó cũng hay claim that đúng không con? Mình đổi environment sang người thì mình sử dụng gì? Environmental. Gần. Rồi kéo lên thành lập chỉ người. Ờ, trong đây không có. Environmentalist. Trong đây nhiều từ khó dữ. Nè, environmentalist. Thêm L-I-S ST. Thầy nghĩ bởi vì cái công việc nó khá là đặc trưng nên nó để một cái từ mới riêng luôn không? Khó thiệt sự. Courage. Correction. No. Courage nó đã là danh từ rồi con. A lot courage. Trong vào cái câu thì nó hề hỏi nó hơi mông lung bởi vì nè, James nhận rất là nhiều courage là động viên này. Nó không là không, nếu dùng courage ở đây cũng không được, là động viên là gì? Courage không, courage là dũng cảm nha, là sự dũng cảm. Nhưng mà có cái từ gì đó mình hay sử dụng không? Courage là động viên là gì? Con chưa biết. Encouraged, không biết là chứ, encourage đúng không? Encourage, thêm mét, a lot of encouragement, không? Encourage. Ôi giời, khó thế. Encouragement, có encouragement. Còn ai ghi là encouragement đúng không? Chứ vậy, courage không nói. So, khó dữ là encouragement. Using electricity in a way of cooking. Economic. Gas is much cheaper. Từ nha, economy. Bữa thầy dạy con một cái từ gọi là tiết kiệm, mà liên quan từ economy là gì con nhớ không? Economical là tiết kiệm, nhưng mà vô trong đây thì gas is much cheaper. Gas is much cheaper thì có sử dụng cái từ tiết kiệm được không? No. Nó nói gas là một cái lựa chọn rẻ hơn cái điện nữa thì economical là tiết kiệm, mà không tiết kiệm thì dùng đốt, đối lập nó là cái gì con?
cái này khó dữ chứ. Uneconomical. Nhưng mà tôi đã thay check in. Uneconomical. Nó un hả? Un. Un đúng không? Theo cái này nè. Thôi, bỏ. Mày đến đây thôi. Mình chuyển qua cái khác. Đến thầy thấy vấn đề bộ thấy khó một cách vô lý luôn á. Mình không nói là ôn một kiểu này được. Nếu mà ôn á thì có khi chuẩn bị ôn thi cấp 3 cũng được nữa. Thầy chuyển qua cái khác. Không biết có gì coi cho nó giải trí để đau đầu. Tại có khi cái này nó có làm con đau đầu thôi đó. Mình ơi. Làm thế nào để sống sót? Thì sao thầy? Cái gì cho nó thoải mái chút. Ok. Welcome. Experience in London, cái trải nghiệm hẹn hò ở London người ta sẽ như thế nào nha. You're watching Real English with Real Teachers. Real Teachers. Hi Michelle, are we still on for tonight? Yeah, I'll pick you up at 8. Pick someone up. Cái này cũng ok. Yeah, I'll pick you up at 8. All right. See you later. Bye. So, in this next podcast, me and Charlie are going to be asking the people of London about dating. We're going to be asking about dating apps like Tinder, whether people use them, and what their best and their worst dates are. Ooh. All right, so I'm here with Tiffany and Rebecca in Carnaby Street, and I want to ask you guys a little bit about dating. Okay. The first question is, what do you think about online dating? I think I prefer to meet someone in person, but like, it's good for people that can do that. Pause. Yeah. Okay. And what about yourself? Yeah. Same thing. Okay. Do you use online dating apps? No. We use Tinder. Oh, is that like the same? Yeah, that's online dating as well. Yeah, but you don't use it for real. Well, we don't use it for real. It's just you don't use it for real. No. Not something for real. Yeah, you don't use it for real. Nói chung là for real. Con lưu ý cái từ for real thôi, chả dễ nhớ. For real. Well, we don't use it for real. It's just you don't use it for real. No. What's not for real? What do you mean by that? Just swiping around, just looking at. Không muốn nghiêm túc, for real. Yeah, not really. So judging them, giving them a swipe. What do you think of online dating apps? I think some of them are a little bit superficial, but if you find love, then yeah, good for you. Superficial, cái từ nào không? Giả tạo, vô, vô bổ thì đúng hơn. Giả tạo không hợp lý lắm. Vô bổ. Superficial, vô bổ. But
if you find love, then yeah, good for you. Nicely answered, yeah. Superficial. Yeah. Do you mind quickly explaining what superficial means? It's like seeing things with your eyes and not really thinking about them. Not very deep. Yeah. Concept on the surface. Yeah, good. Okay. I'm here with Clifford and Maria, my friends from the Philippines. Hello, guys. Hi. Hi. What do you guys think? What are your opinions about online dating? I don't know. I've never tried it myself, but I mean, whatever floats your boat, I guess. Yeah. Whatever. It's a great way to like meet new people, and everyone sort of like, they do everything online now, so yeah, I think so. So it's convenient, right? Yeah. Yeah. Whatever floats your boat. And that means everyone has their own tastes and everyone is different and we're all wonderful and that's just fine. I'm here with my friends Onaka and Nikita, who are from? New York. Wow, welcome. How do you guys feel? What are your opinions about online dating websites? Like Tinder and Badoo, online dating apps. I don't know Badoo. I've heard of Tinder and I think it's pretty cool. Like we live in a digital world, so it's efficient. Yeah. I think Tinder is actually really funny when you're like swiping and you're denying them. I think it's actually really funny. I've never been on it, but I saw other people use it, so I think it's pretty funny. And people got dates and they had like a little long-term relationship. Yeah. And so you had a swipe on someone else's phone? No, I saw them do it and I thought it was really funny. Yeah, quite fun. Yeah. Ooh, yeah. Would you be able to tell me about one of your worst dates that you've ever had? You might need a moment to think. I would take a while. Yeah, let me think. Oh, that was so bad, yes. That sounds excellent. That was a Tinder date. So we're not really just viewing the Tinder. No, I was there. It's not like it was. You were there, it's both of you. It's a date. There's a lot of people there. All right, so tell us. Tell us all what happened. Okay, I thought I was joining a surf team at our school. Mm-hmm. And so this guy said to me, okay, come along, like with the surfing team, you can meet them all and like we'll just have drinks together. I'm like, okay, I'll bring my friends then. So like I brought them with me and I thought we were like gonna meet the whole like team. And then we get there, yeah, and it's like him. And he's like, oh, let me buy you these drinks and stuff. I'm like, oh, okay. And then he's like, oh, I've never been on one of these dates before. I'm like, it's not a date, like, with my friends. I don't know. It was really weird. How did it end? Oh, we just left. Yeah, we just left. Like, oh, yeah, nice meeting you. We gotta go now. Best date. What would have been your best date? Can you remember? I don't know. I think it's not really about if it's a date. Sometimes we just have really good chats with people. Yeah. So it's all about the conversation. About the chat. Yeah. Very, very normal way of saying conversation. Yeah. What about the worst date? I haven't really been on any bad dates because I like the person before I say that I'll go on a date with them. So. Maybe that's because you don't go on Tinder and you don't do the blind date thing. Yeah, I think so. Blind date. Yeah, first date with a stranger. First day with a stranger. Maybe that's because you don't go on Tinder and you don't do the blind date thing. Yeah, I think so. So what's the moral of the story? Don't go on Tinder. Ever had in your young lives? The worst. I don't remember. If it's bad, you just don't remember it, you know? But let me think. We can think of bad. How about just not good? Someone made me wait 2 hours for them to go somewhere. And then after that, we were outside for the whole entire time and it was freezing in New York and I was just miserable and hungry. And yeah, it was just all
Bad and cold. It was all bad and cold. And no food and no laughs. No food and no laughs. That's a bad day for an arca. Really? Yeah. Have you had any bad ones? I can't really think of one. Cool. That's good. I'm glad. I'm glad for you. And at the end of the dinner, mm-hmm. what do you expect? Who's paying? Like, if it's known, it's like a known date, then the guy should pay. Yeah. Yeah. Okay. And I guess it depends on like who asked who out. Ah. So do you sometimes ask guys out? No, I don't. But then, but then it's like a who asked who out, isn't it? No, if I asked a guy, I'd still want. Him to pay. Yeah, you would still want him to pay. It's like a first date. I think it's like cute. Definitely first date, but after that, it's different. Right. What if they didn't? Would you go on a second date? Like, depends how good the first date was. Mm. That wouldn't be like the main factor, though. Right. Okay. Yeah, it wouldn't determine the second date. All right. No. What is the worst date or dating experience you have ever had? Have you ever had any uncomfortable dates? Never. I'm trying to think. I haven't really gone out to like I've only had one serious relationship. So I haven't really, nothing, no, yeah. What was your first date with in your serious relationship? We just went out for drinks and then got to know each other that way, yeah. That's it, nothing really interesting. But that's all you need, just a drink and a nice... Be able to sit down and talk and stuff. Yeah, just get to know each other. Another question, Clifford. What is the best date you ever had? Best dates for me are just random things to do. Just go out, movies, coffee, drinks, the typical thing. If you do go on a first date, what do you expect of, if it's a dinner, what do you expect of paying the bill? Who pays? Well, I mean, it's not really about who pays. Like, I'm a student, I'm broke. Broke. Nghèo con. Nghèo. Broke. Student, I'm broke. So, if the person was, like, working, then it would be nice if they paid. Okay. It's 2016, like, I'm about equality, but I'm also broke. About something, to believe something. Nói chung cái này cho biết không? Bởi vì cái này thì lần này lần đầu có thấy có khi nó cũng chỉ xài ở nước Anh được nhiều. Đó là cái ngôn ngữ nói, mình hiểu được cái đoạn đó, người ta nói gì là cũng sao. Like, I'm about equality. But... Equality. Còn có nhớ từ đó không? Equality. Yeah. Bình đẳng nha. Bình đẳng. Equality có một từ như thế. Bình đẳng. Bình đẳng giới. Nó đang nói ở đây là bình đẳng giới. Bình đẳng. I'm about. Yeah. I'm also broke. I like to have equal rights, but I want you to pay for my food because I'm a student. Yeah, that's basically it. Who pays, the man or the woman? How do you feel about that? Do you think it should be even or do you think the man should pay? It doesn't matter, but if you're a gentleman, I think the man should pay for it. Mm-hmm. What is your idea of a perfect first date? Good food, lots of laughs, and good food, lots of laughs. Yeah, So the food is very important? Yes, the food is very important. I think I would want to do more of an activity rather than food because I feel like food for me is like awkward, like you have to like eat really properly in front of them. Awkward, chắc không biết từ này, awkward, okay. Food for me is like awkward, like you have to like eat really properly in front of them and yeah, so I think I'd rather do like go-karting or something like that more. More activities, I guess. More activities, I guess. So Nikita and Charlie prefer a more active date, yeah? Okay, interesting, nice. About paying. Personally, when I go on a date with a lady, especially if it's a meal, I feel a bit like, ooh, do I have to pay for this? Do I have to pay for all of this? And a lot of men feel this obligation. How do you feel about it?
I feel that if you guys have mutual understanding about it, it doesn't matter. If he pays or you guys separate it, it doesn't matter. So would you be offended if if the man said, offended, bị xúc phạm nha, offended, cảm thấy, bạn có cảm thấy bị xúc phạm, offended. Would you be offended if if the man said, separated, it doesn't matter. Offended. Có thể thấy trong nói không? Tôi có xúc phạm bạn không, hay là có làm bạn buồn phiền hay không? Là vậy. So would you be offended if the man said, let's go halves. Let's go half. Half. Nó số nhiều của từ half phải không? Cái từ F half. H-A-L-F. Mà thêm số nhiều. Let's go half. 50-50. Let's go halves. Well, if you asked me to go on a date, then I would probably think and expect that you would pay. But like if I was like, we should go to this restaurant, then I'll probably go half or probably say, well, I'll pay for it because it was my suggestion. So So it depends who asks who. Okay, fantastic. Thank you so much for your time. And it's been a pleasure speaking to you. I hope I come to New York and see you one day. We're here on Carnegie Street. With Simeon. Okay, mình đây thôi. Chắc là phải đổi trang web, mình không ôn tập cho nó cái trang web này nữa đâu. It's too much. Thằng nghĩ cái này mà ôn tập cho mình thi lớp 10 được luôn á. Ôn xong con mà làm đúng á được thi lớp 10 chuẩn luôn á. Too much. Thầy mới nhìn vô thầy mới thấy mệt mà. Ok, bữa nay thầy thôi để giờ thầy lên thầy coi thử có nào nó đỡ không. Nhưng mà chứ thầy chỉ sợ, đôi khi thầy sợ nó sẽ dễ quá. Cái này khó quá. Ok, để đó thầy kiếm được. Ok, bye bye con. See you on Thursday. See you later.